Tin bóng đá trưa ngày 30 tháng 9, Bruno Fernandes bức xúc kêu oan về tấm thẻ đỏ. Phút 41, Man United chỉ còn thi đấu với 10 người trên sân. Bruno Fernandes có pha vào bóng nguy hiểm với James Maddison và bị đuổi. Huấn luyện viên Erik ten Hag phải rút Kobbie Mainoo ra nghỉ để nhường chỗ cho Mason Mount. Tình huống quay chậm cho thấy Fernandes đã trượt chân và anh không cố tình. Phát biểu sau trận đấu, Fernandes tức giận cho hay: "Ngay cả James Maddison khi đứng dậy cũng nói rằng đó không phải là thẻ đỏ. Nếu đây là thẻ đỏ, chúng ta phải xem xét nhiều sự cố khác. Tôi không hiểu tại sao và không gọi trọng tài xem lại màn hình. Thẻ đỏ khiến mọi chuyện tệ hơn. Tôi phải trân trọng mọi nỗ lực mà các đồng đội đã bỏ ra để cố gắng trở lại. Nhưng điều đó là không thể. Họ đã thể hiện nỗ lực và bản lĩnh tuyệt vời. Và tôi rất vui vì điều đó." Với Fernandes, anh có lần đầu tiên nhận thẻ đỏ trong sự nghiệp tại Manchester United. Tiền vệ sinh năm 1994 sẽ bị treo gió 3 trận tiếp theo, gặp Aston Villa, Brentford và West Ham. Fan MU phẫn nộ đòi sa thải Ten Hag ngay lập tức. 90% fan MU mất kiên nhẫn đòi sa thải Ten Hag sau trận thua đậm 0-3 trước Tottenham tại Old Trafford. Phản ứng của người hâm mộ trên mạng xã hội rất gay gắt. Một người bình luận: "Có được những cầu thủ mà ông ta muốn, không có kế hoạch thi đấu, khiến những trận đấu dễ dàng trở nên khó khăn. Những cầu thủ giỏi trông như rác rưởi dưới thời ông ta. Chỉ biết đàm phán với báo chí và đưa cầu thủ vào danh sách đen. Hãy đuổi Erik ten Hag ra khỏi Manchester United." Một người khác viết: "Kỷ luật kém, chạy loanh quanh như gà không đầu. Họ không biết mình phải ở đâu hay công việc của mình. Tôi e là đã đến lúc Ten Hag phải ra đi rồi." Với áp lực ngày càng tăng, Ten Hag cần phải nhanh chóng tìm ra giải pháp để cải thiện tình hình. Man United cần một bản sắc rõ ràng trong lối chơi, sự kỷ luật trên sân và tinh thần chiến đấu mạnh mẽ hơn. Nếu không, nguy cơ sa thải sẽ ngày càng hiện hữu đối với nhà cầm quân người Hà Lan. Ten Hag nguy cơ sa thải cao nhất Premier League. Sau trận đấu đêm qua, Erik ten Hag đã trở thành huấn luyện viên đối diện với nguy cơ sa thải cao nhất Premier League với tỷ lệ 1/2, đặt 2 ăn 1. Xếp trên Gary O'Neill, Wolverhampton 6/1, Sean Dyche, Everton 7/1, Steve Cooper, Leicester 7/1, Roger Martin, Southampton 8/1 và Julen Lopetegui, West Ham 10/1. Trước trận thua Tottenham, Erik ten Hag chỉ xếp thứ 5 với tỷ lệ 9/1. Sự thay đổi rất lớn về tỷ lệ đã báo hiệu tương lai đen tối cho nhà cầm quân người Hà Lan. Các nhà cái châu thậm chí đã lên danh sách hàng loạt ứng viên thay thế Erik ten Hag. Trong đó, Ruud van Nistelrooy được đánh giá khá cao với tỷ lệ 9/4. Ngoài ra, phải kể tới các ứng cử viên khác như là Gareth Southgate, Thomas Tuchel, Graham Potter, Kieran McKenna và Roberto De Zerbi. Sau trận thua Tottenham, MU sẽ lần lượt đối mặt với nhiều đối thủ khó nhằn là Porto, Europa League, Aston Villa, Frankfurt, Premier League, Fenerbahce, Europa League, West Ham và Chelsea, Premier League. Thua bạc nhược, MU chọn người thay Ten Hag. Theo nguồn tin từ Cao Offside, Manchester United có thể bổ nhiệm Marc Allegri để thay thế Erik ten Hag. Vị chiến lược gia người Italia đã ngồi chơi xây nước sau khi nói lời chia tay Juventus vào cuối mùa giải năm ngoái. Allegri từng có khá nhiều thành tích ấn tượng tại Juventus và được xem là chiến lược gia cáo già tại bóng đá Ý. Chiến lược gia này đã giành được 5 danh hiệu tại Serie A cùng hàng loạt thành tích khác. Phong độ kém cỏi gần đây của Quỷ Đỏ buộc giới chủ câu lạc bộ phải sớm đưa ra quyết định. MU vừa chi hơn 200 triệu bảng ở kỳ chuyển nhượng mùa hè. Tuy nhiên, dàn tân binh đặt giá vẫn không thể giúp đội bóng mang lại dấu hiệu khả quan. Dù chưa có bất kỳ cuộc đàm phán cụ thể nào diễn ra trong giai đoạn này, tuy nhiên, nếu đội chủ sân Old Trafford không thể cải thiện tình hình trong thời gian tới, viễn cảnh huấn luyện viên Erik ten Hag bị sa thải là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Sancho hùa theo Chelsea ngầm giễu cợt MU đại bại. Sau khi MU đại bại, tài khoản mạng xã hội chính thức của Chelsea đã ngầm giễu cợt Quỷ Đỏ bằng cách đăng tải hình ảnh Jadon Sancho vui vẻ cùng Cole Palmer, kèm biểu tượng cười nhe răng tinh quái. Tương phản với MU, bản hợp đồng cho mượn từ Quỷ Đỏ được tận hưởng niềm vui cùng The Blues đánh bại Brighton ở vòng đấu này. Đáng chú ý khi rất nhanh chóng, Sancho đã chia sẻ lại bài đăng trên: "Kết quả tồi tệ có thể khiến quyết định loại bỏ cầu thủ người Anh của Erik ten Hag thêm một lần bị đem ra chất vấn." Sancho hiện khoác áo Chelsea theo hợp đồng cho mượn từ MU. Giao kèo giữa hai câu lạc bộ có điều khoản ràng buộc The Blues mua đứt ngôi sao 24 tuổi nếu cán đích trong top 14 ngoại Anh 2024-2025. Chia tay Quỷ Đỏ, Sancho đang dần lấy lại phong độ. Tân binh hàng công sở hữu mạch 3 trận kiến tạo liên tiếp cho câu lạc bộ trong khuôn khổ giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh. Huấn luyện viên Tottenham không nghĩ MU thụ động vì thẻ đỏ của Bruno. Thực chất từ trước khi Bruno bị thẻ đỏ, Tottenham đã vượt trội so với Man United. Huấn luyện viên Ange Postecoglou cho rằng kể cả có đủ 11 người đi chăng nữa thì MU cũng khó có thể xoay chuyển được thế trận trước Spurs. Huấn luyện viên người Australia chia sẻ với BBC: "Hôm nay cả đội có màn trình diễn xuất sắc. Chúng tôi bắt đầu trận đấu một cách ấn tượng, ghi một bàn thắng đẳng cấp và suýt nữa đã ghi được 2-3 bàn từ những phút đầu rồi.
Sức ép mà Spurs tạo ra khiến MU rối loạn và rồi họ nhận thẻ đỏ. Sau đó chúng tôi tiếp tục kiểm soát tốt mọi thứ. Còn MU gần như chỉ tạo ra được sức ép tương tự từ những pha chuyển trạng thái. Nhưng tôi không nghĩ tấm thẻ đỏ của Bruno đã thay đổi cục diện trận đấu. Bởi trước khi Bruno rời sân, Tottenham đã lấn lướt hoàn toàn rồi. Trước những cơ hội chúng tôi tạo ra, MU còn không lên bóng quá nửa sân nhà. Simeone chỉ trích cho hề của Courtois. Trong trận đấu thuộc khuôn khổ vòng 8 La Liga giữa Atletico Madrid và Real Madrid, khi Eder Militao ghi bàn rồi giúp đội khách vượt lên ở phút thứ 64, thủ thành Thibaut Courtois đã thực hiện một động tác ăn mừng đầy khiêu khích, khiến nhiều cổ động viên Los Rojiblancos cảm thấy vô cùng tức giận. Juan Ángel Correa đã giúp Atletico Madrid giữ lại một điểm nhờ bàn thắng ở phút 90+5. Tuy nhiên, điều đó không thể khiến cho những cổ động viên đội nhà cảm thấy nguôi giận. Chia sẻ sau trận đấu trên DAZN, huấn luyện viên Diego Simeone đã lên tiếng chỉ trích hành động của Thibaut Courtois. Ông nói: "Tất cả chúng ta đều phải giúp đỡ. Nếu chúng ta khiêu khích mọi người, họ sẽ tức giận. Bạn có thể ăn mừng bàn thắng, nhưng không phải bằng cách nhìn lên khán đài, chế giễu họ và làm cử chỉ. Điều đó không hợp lý, nhưng những gì diễn ra sau đó cũng vậy." Trận hòa này giúp Atletico Madrid tiếp tục bám đuổi Real Madrid và Barcelona trên bảng xếp hạng. Tạm thời thì cho Diego Simeone kém ngôi đầu bảng 5 điểm. Áo đấu Chelsea rớt giá thê thảm. Đó là tiết lộ của chuyên gia tài chính Stephen Borson, người đã nói riêng với Football Insider rằng cơ hội đang đóng lại với gã khổng lồ London trong nỗ lực giành được một hợp đồng tài trợ béo bở. Chelsea đã bắt đầu mùa giải mới mà không có nhà tài trợ áo đấu chính trong mùa giải thứ hai liên tiếp. Nhà báo KV Solecon của Sky Sport đã đưa tin vào ngày 24 tháng 9 rằng câu lạc bộ phía Tây London đang đàm phán với Qatar Airways và hai hãng hàng không khác về việc trở thành nhà tài trợ áo đấu mới của họ. Nhưng Football Insider tiết lộ vào ngày 26 tháng 9, Chelsea đã buộc phải hạ giá yêu cầu từ 50 triệu bảng Anh xuống còn 40 triệu bảng Anh. Borson cho biết việc hạ giá không giúp cho Chelsea có được hợp đồng. "Trước hết, tôi không chắc liệu họ đã đến gần thỏa thuận chưa. Nếu vẫn chưa, khi sắp bước sang tháng 10 thì cơ hội thực sự đang đóng lại. Nếu họ không đạt được thỏa thuận trong vài tuần tới, tôi nghĩ rằng họ rất khó tạo ra bất kỳ khoản tiền nào gần mức 40 triệu bảng mà họ đang tìm kiếm. Tôi nghĩ rằng họ đang bắt đầu đạt đến vị trí mà sẽ may mắn khi nhận được 10 đến 15 triệu bảng." Huấn luyện viên Mourinho mở laptop tố trọng tài giữa trận ở Thổ Nhĩ Kỳ. Huấn luyện viên Mourinho với sự nghiệp cầm quân huy hoàng đi kèm với sự nổi tiếng là những hành động gây chú ý bên ngoài đường pitch. Người đặc biệt mới đây đã tiếp tục làm điều đó ở trận đấu giữa Fenerbahce của ông và Antalyaspor thuộc vòng 7 giải vô địch quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ. Cụ thể, phút 77, Fenerbahce đang dẫn trước chủ nhà Antalyaspor 1-0. Edin Dzeko có tình huống băng xuống đánh bại thủ môn Kenan Penic trong tư thế đối mặt, nhưng trọng tài không công nhận bàn thắng vì việt vị. Và cũng cho thấy một phần cơ thể của Dzeko đã ở dưới hàng thủ Antalyaspor. Tuy nhiên, Mourinho không đồng ý với quyết định này. Ông thấy cá tính người Bồ Đào Nha, đùng đùng cầm máy tính xách tay của mình lên rồi đặt ngay trước máy quay để cố gắng chứng minh rằng quyết định của trọng tài là không chính xác. Với hành động này, Mourinho đã phải nhận thẻ vàng cảnh cáo từ trọng tài. Trong cuộc họp sau trận đấu, huấn luyện viên Mourinho còn gây ồn ào khi có những lời lẽ mỉa mai. "Cá nhân tôi cho rằng và tốt nhất thế giới là ở Thổ Nhĩ Kỳ, họ có thể kiểm tra việt vị chỉ trong 5 giây đấy",